Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn đánh một câu dành cho tất cả mọi điệu. Câu này thực ra mình đã có từng chia sẻ ở trong điệu cha 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 rồi, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta lúc nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu này. Câu này rất là đơn giản, chúng ta nhìn qua là chúng ta sẽ tập được thôi. Mình sẽ hướng dẫn luôn là khi chúng ta tập được rồi thì mình hướng dẫn luôn là chúng ta sẽ áp dụng ở thời điểm nào. Một cái câu chỉ đơn giản là về nếu chơi hợp âm la thì là la la sòn sòn la, chỉ có mấy nốt này thôi, thực ra là những mấy nốt đó, la la sòn sòn la, chỉ có vậy ha. Đấy, được chưa? Chỉ có một cái câu dàn như vậy, nhưng mà khi các bạn điểm hát á thì các bạn mới thấy được là nó lời hại như thế nào. Tức là khi chúng ta điểm hoặc là chúng ta lót câu xong mà người hát chưa vào thì chúng ta sẽ đưa cái câu này vào. Được chưa? Cái câu này là cái câu điểm nhấn cuối câu hoặc là cuối đoạn của một cái bài hát đó. Ví dụ chuyển từ phiên khúc vào điệp khúc thì các bạn sẽ dùng câu này cũng hợp lý, hoặc là hết bài các bạn dùng câu này cũng hợp lý luôn. Đó. Tóm lại là tất cả mọi bài hát, mọi cái điệu chúng ta sẽ tập sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập tập cái câu này này. Bây giờ mình sẽ cho điệu chậm á, điệu rumba đi. Đó. Có 2 tới 3 cách dàn nhé các bạn. Cơ bản vẫn là la sòn 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 la. Đó. Nhưng mà khi chúng ta đã tập được cái câu này rồi thì chúng ta sẽ biến hóa nó thêm thêm nốt, thêm câu. La sòn 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 la. Được chưa? La hai sòn 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 la. 2 3 4 la 2 son 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 la 2 3. Chúng ta dàn đầu tăng đầu nhịp la, dàn ở phách thứ nhất, phách thứ ba, được chưa? La 2 son 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 la. Rồi, khi chúng ta đã tập được rồi thì chúng ta sẽ thêm la la son, thêm một la cái la nữa. La la son 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 la. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta khi đã tập được rồi thì chúng ta sẽ áp dụng thôi, vận dụng thôi. Khi chúng ta đánh những cái điệu nhanh, ví dụ như cha cha, bốp hoặc là bốp rốc hay là disco, techno gì đó, thì các bạn nên dùng tiếng rát ha, tiếng rát. Đó. Các bạn chụp nguyên hợp âm la thứ và hợp âm son trưởng. Thực ra nó chỉ có nốt la và nốt son, nhưng các bạn sẽ chụp nguyên hợp âm luôn, hợp âm la thứ và hợp âm son trưởng. Các bạn có thấy là có điểm nhấn không? Rõ ràng thì người hát sẽ dễ vào hơn. Đó. Hoặc là khi các bạn đang đệm tiếng guitar nhẹ nhàng cho rumba thì các bạn dùng cái tiếng này luôn, các bạn dặn luôn ha. Đồng thời đây cũng là câu lót nhé. Đây cũng là câu lót thay cho câu lót được luôn. Đó. Đưa em đi vàng lên mái tóc ngõ hồn dần. Để cho hết câu mình dặn câu này. Nếu mà chúng ta lót cái câu này xong mà người ta chưa chịu vào thì mình sẽ dặn cái câu này vào, được chưa? Đấy, đây mình thử thế nào. Khi đó báo vào. Được chưa? Đó. Còn không, nếu các bạn không biết cái câu câu lót mà mì là đồ re mi si là giòn la thì các bạn sẽ dùng cái câu vừa rồi đấy. Ta đi đi đi, ta đi 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 đi, báo vô em vẫn được đúng không? Đó, vẫn được đấy, được chưa? Hoặc là đang đang hát giữa bài. Đó. Cái câu này là luôn nó luôn luôn đi theo hết các bạn. À, chúng ta sẽ tập đấy, đặc biệt là cha 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 thì nó sử dụng rất là nhiều. Hãy
cứ hết câu là son 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 la, la son son la, son 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 la, hoặc là bỏ cái la này mà bắt đầu từ son 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 la vẫn được nhé. Không nhất thiết, mình đã nói rồi, không nhất thiết là cứ rập khuôn y chang như mình, thay đổi hả? Khi chúng ta đã có cái căn bản này rồi thì chúng ta sẽ biến tấu nó thêm. Đó. Chúng ta sẽ áp dụng vào thôi. Khi mà chúng ta đệm piano chúng ta cũng dùng được câu này luôn ha. Khi mà chúng ta đệm cho hát piano. À, chúng ta sẽ dặn câu này. Người ta sẽ vào hát. À, thì cái câu này là cái câu mà để các bạn dùng để chữa cháy khi chúng ta không nắm được cái câu lót, thì mình sẽ có câu này mình đưa ra để lấp chỗ trống. Và phần chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.